Hello mọi người, mình là Soba đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở trong video clip này, mình sẽ thực hiện một cái bài test về cái điểm hồi sinh này để xem là nó có thể giúp cho các bạn ra skill nhanh như thế nào nha. Sau khi mình thực hiện bài test thì mình phát hiện ra một điều khá là đặc biệt về cái điểm hồi sinh này. Và các bạn hãy đi theo mình để xem là cái điểm hồi sinh này nó đặc biệt như thế nào nha. Ở trong video này mình sẽ thực hiện hai bài test. Một bài test là mình sẽ chỉ dùng con tướng Cleopatra đem đi đánh màn rợ. Sau đó mình sẽ lần lượt tiến hành nâng cái điểm hồi sinh này từ 0/3, nâng nó thành 1/3, rồi 2/3, rồi sau đó cuối cùng là 3/3. Và bài test thứ hai á thì mình sẽ dùng con Cleopatra này làm tướng chính, sau đó mình kẹp với lại một con tướng Lancelot. Sau đó mình sẽ tiến hành nâng cái điểm hồi sinh này từ 0/3, nâng lên 1/3, 2/3, rồi cuối cùng là 3/3. Để xem là khả năng ra skill của con Cleopatra này nó nhanh như thế nào nha. Đối với con tướng Cleopatra này, mình sẽ không mặc trang bị gì cho nó hết. Đối với những cái skill này á thì mình đọc qua hết rồi, nó không có ảnh hưởng lên nổ khí của con Cleopatra ha. Ở trong bài test thứ hai thì mình sẽ dùng con tướng Lancelot để làm support cho con Cleopatra, thì tướng phụ nó chỉ tính skill thôi, còn lại những cái điểm tài năng hoặc là trang bị nó sẽ không được tính. Và mình cũng đã đọc hết 4 cái skill của con Lancelot này rồi, nó không có skill nào ảnh hưởng lên nổ khí của con Cleopatra hết. Ở trong bài test này mình sẽ tiến hành đánh rất là nhiều lần những con mang rợ. Khi mà mình đánh mang rợ thì mình phát hiện ra một vấn đề như thế này. Ở lượt thứ nhất là con Cleopatra nó tấn công cái đạo Kenvin, và cái đạo Kenvin chưa đánh trả lại đạo quân Cleopatra nha. Tiếp theo, ở lượt thứ hai này thì cái đạo Kenvin nè nó đã bắt đầu đánh trả lại cái đạo Cleopatra rồi nha. Và mình phát hiện có một số chiến báo khi mà mình tiến hành đánh con mang rợ, đôi lúc con mang rợ nó sẽ di chuyển qua lại. Hậu quả là mãi cho đến lượt thứ ba cái đạo Kenvin nó mới bắt đầu tấn công cái đạo Cleopatra. Cho nên nếu như mà các bạn tự thực hiện bài test thì các bạn nên lưu ý cái điều này. Các bạn phải chọn những cái chiến báo nó có cấu trúc tương đồng, thống nhất với nhau xuyên suốt bài test luôn. Vậy thì cái kết quả bài test của các bạn nó mới chính xác được. Và ở đây á thì mình sẽ lọc ra những cái chiến báo nó có cấu trúc như thế này nha. Tức là ở cái lượt thứ hai, cái đạo quân Kenvin đã bắt đầu tấn công trở lại cái đạo Cleopatra. Còn những cái chiến báo nào mà ở lượt thứ hai cái đạo Kenvin chưa tấn công cái đạo quân Cleopatra, mình sẽ loại bỏ. Ở trong video clip này á, mình chỉ quan tâm khi nào con Cleopatra nó ra skill thôi. Còn ngoài ra những cái như là lính còn lại nè, bị thương nặng bao nhiêu nè, rồi thời gian cần tiêu tốn để tiêu diệt con mang rợ, những cái đó mình không quan tâm ha. Mình chỉ quan tâm một cái duy nhất thôi là khi nào cái đạo quân Cleopatra nó ra skill. Những cái lượt mà nó có một cái biểu tượng hình mặt trời như thế này, tức là cái đạo quân Cleopatra của mình ra skill. Lần thứ nhất sẽ là con tướng chính ra skill, và lần thứ hai sẽ là con tướng phụ ra skill. Còn ở trong bài test đầu tiên, mình chỉ dùng con Cleopatra thôi, không có kẹp con Lancelot gì hết, thì nó sẽ chỉ có một cái biểu tượng ra skill của con Cleopatra thôi, chứ không có cái biểu tượng ra skill của con tướng phụ nữa. Đây, trước đây á, thì cái bản talent của con Cleopatra mình đã lỡ nâng qua cái nhánh thu gom rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thiết lập lại nha. Ở đây mình sẽ dùng lại một cái cài lại tài năng nha. Ở bài test thứ nhất thì mình chỉ dùng con Cleopatra làm tướng chính thôi, không có dùng tướng phụ gì hết. Cái số lượng lính thì mình sẽ đem full kỵ binh nha. Số lượng lính nó không có quan trọng đâu các bạn. Ở đây mình chỉ quan tâm là khi nào con Cleopatra nó ra skill thôi. Và mình sẽ tiến hành đánh những con mang rợ này với cái bản talent của con Cleopatra ở cái điểm hồi sinh là 0/3, tức là không nâng gì hết. Sau đó là 1/3, rồi 2/3, rồi 3/3, để xem là cái khả năng ra skill của nó nhanh như thế nào nha. Để tiết kiệm thời gian xem video của các bạn thì mình sẽ lược bỏ cái phần đánh này nha. Rồi, vậy là mình đã đánh xong rồi nè. Vào trong chiến báo ha, vô trong nhật ký chiến nè. Ở đây mình sẽ check khi nào nó ra skill. Đó, mình sẽ note lại những cái lượt mà con Cleopatra nó ra skill, và tí nữa mình sẽ lập thành một cái bảng để cho các bạn tiện theo dõi nha. Rồi, bây giờ là bài test thứ hai nha các bạn. Ở đây mình đã tiến hành tẩy lại cái điểm tài năng rồi, và bây giờ thì mình sẽ dùng con Cleopatra làm tướng chính, sau đó mình kẹp với lại một con tướng phụ là con Lancelot, và mình cũng kéo full kỵ binh để tiến hành đem đi đánh những con mang rợ. Ở đây sẽ không cần thiết phải quan tâm là con mang rợ nó nằm trong lãnh thổ hay là nằm ngoài lãnh thổ nha, tại vì mình không có quan trọng về thương nặng. Mình chỉ cần biết khi nào con Cleopatra nó ra skill là được rồi. Rồi, sau khi đánh xong thì sẽ vào trong đây để xem cái chiến báo. Ở trong nhật ký chiến mình sẽ xem ở lượt thứ bao nhiêu con Cleopatra nó ra skill.
Và ở cái lần tiếp theo thì lượt thứ mấy con Cleopatra nó ra skill. Và mình sẽ note lại thành một cái bảng để tí nữa cho các bạn dễ tham khảo. Và những cái lần tiếp theo mình cũng đánh tương tự như vậy luôn. Mình chỉ thay đổi cái điểm hồi sinh từ 0/3, 1/3, rồi 2/3, rồi cuối cùng là 3/3. Rồi, đây là những cái chiến báo mà mình đã lọc ra cho các bạn nè. Ở đây tổng cộng sẽ có 8 cái chiến báo nha. Mỗi bài test sẽ có 4 chiến báo. Bài test thứ nhất là mình chỉ đơn thuần dùng con Cleopatra thôi, không kẹp tướng phụ. Còn bài test thứ hai thì mình sẽ là kẹp thêm một con tướng nữa, đó là con Lancelot. Thì mỗi bài test nó sẽ có 4 cái chiến báo, tổng cộng ở đây là có 8 chiến báo, nhưng mà thực tế ra mình đánh tới mười mấy 20 cái chiến báo lận. Và mình đã lọc bỏ một số cái chiến báo nó có cái cấu trúc mà không mong muốn. Nếu như mà ở lượt thứ hai này cái đạo Kenvin chưa tấn công cái đạo Cleopatra, mà phải tới cái lượt thứ ba cái đạo Kenvin mới tấn công đạo quân Cleopatra, thì mình sẽ bỏ những cái chiến báo đó và mình chỉ lấy những cái chiến báo nào nó có cấu trúc giống như thế này thôi. Và đây là cái bảng kết quả test của mình. Ở cái bảng phía trên á, là mình chỉ dùng con Cleopatra level 30 đem full kỵ binh đánh mang rợ. Ở đây các bạn để ý một điều, khi mà mình muốn nâng vào cái điểm hồi sinh này từ 1/3 cho đến 3/3, trên con đường đó mình phải đi ngang qua cái điểm máu nóng. Đối với cái điểm máu nóng này thì nó sẽ cấp thêm 9 sức mạnh phi thường khi mà đạo quân của các bạn tấn công bình thường. Đối với cái điểm máu nóng nó cũng giống với lại cái điểm mối thù bất diệt. Đây các bạn thấy tấn công bình thường cấp thêm 3 sức mạnh phi thường. Ở video clip trước mình đã làm một cái bài test về cái điểm mối thù bất diệt này rồi. Khi mà các bạn nâng cái điểm này nó thành 3/3 thì tốc độ ra skill của các bạn sẽ sớm hơn là một lượt so với lại các bạn không nâng. Ở cái bảng phía trên á, là mình chỉ dùng con Cleopatra duy nhất, không có kẹp tướng phụ gì hết, level 30, full kỵ binh đem đi đánh mang rợ. Tại sao mình chọn kỵ binh? Là tại vì kỵ binh nó chạy lẹ để tiết kiệm thời gian cho mình ấy mà. Ở đây á, có hai cái dòng, một cái dòng là máu nóng và một cái dòng là điểm hồi sinh. Ở cái lần đánh thứ nhất mình sẽ không nâng điểm máu nóng và không nâng điểm hồi sinh luôn, tức là ở trong cái bảng talent á mình không nâng cái gì hết. Ở lần thứ hai mình sẽ nâng điểm hồi sinh thành 1/3, và mình muốn nâng cái điểm hồi sinh thành 1/3 thì cái điểm máu nóng của mình bắt buộc phải nâng mát 3/3. Và tương tự như vậy mình sẽ tiến hành nâng cái điểm hồi sinh lên 2/3, rồi cuối cùng là 3/3. Ở đây chúng ta thấy được rằng từ khi mà mình nâng cái điểm hồi sinh thành 1/3 trở đi á, thì cái chu kỳ ra skill của nó đã nhanh hơn, từ chu kỳ 10 đã giảm xuống thành còn chu kỳ 9 thôi. Ở đây cái chu kỳ ra skill của nó nhanh hơn một lượt là do cái điểm máu nóng nha, chứ không phải là do mình nâng cái điểm hồi sinh. Tại vì qua cái video clip trước mình test về cái điểm mối thù bất diệt á, khi mà mình nâng cái điểm máu nóng nó thành 3/3, hoặc là mình nâng cái điểm mối thù bất diệt nó thành 3/3, thì cái chu kỳ của nó sẽ ra skill nhanh hơn một lượt. Và ở đây cái điểm hồi sinh được nâng thành 1/3 nó không làm tăng nhanh cái quá trình ra skill của con Cleopatra nha. Và các bạn thấy được rằng khi mà mình tăng cái điểm hồi sinh lên từ 1/3 lên 2/3 và từ 2/3 nâng lên thành 3/3, thì cái chu kỳ ra skill của nó cũng không có nhanh hơn, nó vẫn là chu kỳ chính thôi. Rồi tiếp theo các bạn nhìn xuống cái bảng phía dưới. Ở cái bảng phía dưới này á, thì mình có kẹp thêm một cái con Lancelot nó làm tướng support cho con Cleopatra, và mình cũng nâng dần cái điểm hồi sinh lên. Tại sao mình dùng con Lancelot nó làm tướng phụ cho con Cleopatra để làm gì? Tại vì á, cái điểm hồi sinh nó sẽ cấp thêm sức mạnh phi thường mỗi khi các bạn ra skill. Vậy thì con tướng chính và con tướng phụ ra skill thì nó cũng sẽ cấp thêm sức mạnh phi thường cho các bạn. Và điều đó nó thể hiện rất là rõ ràng ở trong cái chiến báo này. Đây các bạn để ý nha, ở cái lượt thứ 11 nè, con Cleopatra nó sẽ nhận được 9 điểm cơn thịnh nộ nè. Cái 9 điểm thịnh nộ này á là do cái máu nóng. Rồi các bạn nhìn xuống phía dưới nha, con Cleopatra đón nhận 100 thịnh nộ. Thì cái 100 điểm thịnh nộ này là nó do cái điểm hồi sinh của mình nâng thành 2/3. Rồi các bạn xem tiếp ở cái lượt thứ 13 này nè. Cái lượt thứ 13 này là cái lượt mà con Lancelot nó sẽ ra skill. Đây các bạn thấy đạo quân Cleopatra được nhận thêm 100 điểm thịnh nộ nhờ vào cái điểm hồi sinh, khi mà con Lancelot này nó ném cái nỏ vuông. Ở đây chúng ta suy ra được một điều, đó là cái điểm hồi sinh này nè, nó sẽ cấp thêm sức mạnh phi thường cho đạo quân của các bạn khi cả con tướng chính và con tướng phụ ra skill luôn nha, chứ không phải là chỉ có con tướng chính ra skill nó mới cấp thêm sức mạnh phi thường. Và chưa dừng lại ở đó, còn một điều đặc biệt hơn nữa các bạn. Khi mà cái điểm máu nóng của mình nâng thành 3/3 nè, còn cái điểm hồi sinh của mình á nâng thành 2/3, thì cái chu kỳ của nó đã giảm xuống từ 9 thành 8. Và khi mình nâng mát cái điểm hồi sinh thành 3/3 luôn, thì cái chu kỳ của nó không hề giảm xuống 7. Lúc đầu mình dự đoán là khi mình nâng cái điểm hồi sinh thành 3/3 thì cái chu kỳ của nó sẽ tuột xuống còn chu kỳ 7 cơ, nhưng mà thực tế lại không có nha các bạn. Và mình đã thực hiện rất là nhiều lần rồi,
và cái chu kỳ của nó vẫn là chu kỳ 8. Ở đây mình có thể khẳng định với các bạn là khi các bạn nâng cái điểm hồi sinh nó thành 3/3 thì nó không hề có tác dụng giúp cho đạo quân của các bạn ra skill nhanh hơn. Và mình nghĩ là ở mỗi một cái lượt đánh thì cái số lượng nộ mà các bạn nhận được nó có giới hạn trên nha. Còn giới hạn trên là bao nhiêu thì chắc là chỉ có Lilith mới biết thôi, chứ Lilith nó không có công bố. Chính tại vì mình nâng cái điểm hồi sinh này thành 3/3 thì nó sẽ cấp thêm 150 sức mạnh phi thường mỗi khi đạo quân của mình có con tướng ra skill. Thì cái 150 điểm nộ cấp thêm ở trong cái lượt đánh đó nó đã đạt giới hạn rồi, cho nên là nó không giúp cho đạo quân của mình ra skill nhanh hơn. Chính vì vậy, ở đây tối ưu nhất là các bạn chỉ nên nâng cái điểm hồi sinh này thành 2/3 thôi. Nếu như mà các bạn nâng cái điểm hồi sinh này thành 3/3 thì nó sẽ thành ra là dư. Và các bạn sẽ mất đi một điểm talent trở nên vô tác dụng. Mỗi một con tướng khi mà các bạn nâng nó lên max level 66 sao, nó sẽ có tổng cộng là 74 cái điểm talent. Nếu như mà các bạn nâng vào cái điểm hồi sinh này thành 3/3 thì coi như là các bạn đã chấp người ta một điểm rồi đó. Con tướng ở trong bài test của mình là con tướng Cleopatra, nó có cái táp hỗ trợ. Vậy thì Suiga, tất cả những con tướng khác có cái táp hỗ trợ là nó đều giống như vậy hết các bạn. Ví dụ như là con Atheflat. Đối với con Atheflat thì skill cuối của nó sẽ tăng thêm dam 20% cho những cái kẻ địch bị ảnh hưởng bởi giảm tốc. Đối với con Athe này á thì các bạn cần thiết phải nâng vào cái điểm lồng gai này để các bạn giảm đi tốc độ hành quân của địch. Vậy thì các bạn sẽ kích hoạt được nhiều lần hơn skill cuối của con Athe. Vậy thì các bạn bắt buộc phải nâng mát cái điểm hồi sinh này. Còn đối với lại những con tướng khác không có bắt buộc phải làm chậm kẻ địch. Ví dụ như là con Constantine đệ nhất này nè, kẻ địch có bị làm chậm hay không thì nó cũng không có ảnh hưởng lên cái con tướng Constantine này. Nếu như mà các bạn dùng con Athe làm tướng phụ cho con Constantine á thì lúc đó các bạn có thể nâng mát cái điểm hồi sinh và nâng một điểm vào lồng gai để cho nó kích hoạt được cái skill cuối của con Athe. Còn đối với những bạn nào không sử dụng con tướng Athe làm tướng chính hoặc là tướng phụ thì các bạn không cần thiết phải nâng cái điểm hồi sinh này lên max 3/3, các bạn chỉ cần nâng 2/3 là được rồi. Còn cái điểm còn lại các bạn kiếm một cái điểm nào đó để nâng vào. Các bạn có thể nâng vào những cái điểm như thế này, nó sẽ tăng phòng thủ của bộ binh lên 1%, hoặc là nâng vào những cái điểm tăng sức khỏe của bộ binh lên 1%. Vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn nâng maximum vào cái điểm hồi sinh này. Ngoài con Constantine, con Athe còn có một con tướng khác khá là nổi tiếng, đó là con Saladin. Con tướng này những người chơi chuyên kỵ chắc chắn là sẽ phải sở hữu con tướng này. Và mình thấy đa số những người chơi con Saladin này đều nâng cái điểm hồi sinh lên 3/3 hết. Qua video clip bài test này, mình khuyên là các bạn không nên nâng cái điểm hồi sinh lên 3/3 cho con tướng Saladin nha. Các bạn chỉ cần nâng nó lên 2/3 là được rồi. Nếu như mà các bạn dùng con tướng Saladin này làm tướng chính và kẹp với lại con Athe làm tướng phụ á, thì các bạn có thể nâng mát cái điểm hồi sinh thành 3/3, sau đó các bạn nâng một điểm lồng gai để các bạn có thể làm chậm kẻ địch nhiều hơn và các bạn sẽ kích hoạt được cái skill cuối của con Athe nhiều hơn. Còn nếu như mà những bạn nào dùng con Saladin này kẹp với lại con William, hoặc là các bạn kẹp với lại con Yisongi, hoặc là các bạn kẹp với lại con Takeda, thì những cái cặp đó các bạn không cần thiết phải nâng mát cái điểm hồi sinh thành 3/3. Còn cái điểm còn lại các bạn kiếm một cái điểm khác để nâng vào, vậy thì nó sẽ tối ưu hóa được sức mạnh của các bạn hơn. Đấy thì video clip về bài test điểm hồi sinh của mình đến đây thôi. Hy vọng là qua bài test này có thể giúp cho các bạn nâng điểm talent một cách tối ưu hơn. Nếu như mà các bạn cảm thấy video clip này hay, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye!